Chào mừng các bạn đến với kênh Mưu Sinh Vlog ha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hôm nay đi vô vườn anh Thiện thăm chín cái loại cá các bạn ơi. Hy vọng hôm nay sẽ có cá ngon để quay. Từng rồi cũng được mấy con cá cũng lứa lứa không các bạn. Chín cá mà thấy đủ ăn được ngày hàng ngày cũng tạm ổn. Hôm nay hy vọng có mấy cây mưa hôm gài này. Mong có cá có gắn gì nó vô coi. Rồi, mời các bạn đi theo chân mình thăm chín cái loại cá ha. Rồi. Xuống cái lờ đầu tiên các bạn ơi, cái này từng rồi dính 5 con cá lóc mà các bạn, từng này không biết dính con gì không, lờ thì còn đó, thấy trống lỏng mà, ai, coi có con gì nằm không, ồ có các bạn, có con lươn, dính lươn rồi anh Thiện ơi, quay anh không, cho quay không, dính con lươn, chà bá luôn, vô các bạn ơi, đó, em luôn hầu gù em luôn dàn cháy hầu còn có con cá lóc nữa các bạn ơi, vô vô em luôn với em cá lóc hồi em có gù nữa hồi ôi cái này chiến gọi dính 5 cá lóc chứ này dính con nhưng mà được bù lại có con luôn, wow ngon anh thiệt ơi. Rồi cái lờ tiếp theo các bạn ơi, cái lờ thứ hai, cái lờ đầu tiên ngon nha các bạn, dính con lươn chà bá, con cá lóc, con cá gù. Cái lờ thứ hai này còn không, lờ thì còn rồi, dính con gì chết, chết queo các bạn ơi, thấy nó chết rồi, gã thay à, hồi ơi con cá, cá chê thì chết queo rồi, gã thay rồi anh Thiện ơi, hồi ơi kìa, còn bộ xương không các bạn. Rồi cái lờ tiếp theo các bạn ơi, cái lờ thứ ba, cái lờ này mình kỳ vọng người từng rồi dữ dằn lắm mà nó sảy các bạn, thấy gãy cây hết trơn, mình chổi cây khác lên, chặt cây khác mình chổi lên, kỳ này thấy im gu à, kỳ cái lợ ưng bụng nhất trong chín cái lợ, không sao anh, mấy khu này có mấy anh đại ca nên dùng móc các bạn ơi, dùng móc cho chắc ăn, rồi hồi dính cá nhỏ xíu, trời ơi, trời ơi cá lóc các bạn ơi, chút ép 100 gram nhỏ cũng được đi, có đỡ hơn không. Rồi cái là tiếp theo các bạn ơi, cái này chín rồi dính con cá lóc cầm tay 250 gram là thì còn thấy em gu các bạn, chín thì không mình chưa biết. Rồi, chất quốc các bạn ơi, chất quốc anh Thiện ơi. Rồi cái lời tiếp theo các bạn ơi, thì bữa ông chú gì bên đó đó. Rồi, cái lời tiếp theo này thấy in gu các bạn ơi, cái này chín rồi dính mấy con ốc chà bá không, mà không có con cá nào chứ không mấy con cá sặc. Ồ dính con ốc nữa các bạn, hồi 2-3 con ốc luôn à, ốc bành bành không à, hầu rửa cá sặc. Không có con gì ngoài cá sặc với ốc. Ồ rồi cả 200-300 gram cá sặc, ốc bành ti. Rồi cái lời tiếp theo các bạn ơi, cái vừa rồi dính ốc chứ cá sặc không các bạn, cái này chiến rồi cũng chết quốc, cái này gom không lờ thì còn, rồi thấy dính con cua các bạn, một con cua một con ốc. Rồi ốc nhóc trơn luôn các bạn ơi, một đống ốc luôn. Dạch ra thấy lự chân nè. Đó. Trời ơi, hai con cua chà bá. Đi chùa của anh Thiện ơi. Cua ốc. Không có được con gì chứ. Rồi, cái lờ tiếp theo các bạn ơi. Cái này chín rồi dính con cá chê nè. Cái này không biết dính gì không, thấy. Thấy nó gung ginh các bạn ơi. Có dính con gì ạ? Cá sặc thì thấy bọt cá sặc. Ờ, cá sặc không. Ở đây văng cũng phá dữ ha chú. À. Ồ, con cá lóc. Nhỏ xíu. Được con cá lóc. Ốm quá ốm.
Rồi, cái lần tiếp theo các bạn, cái này cái nữa là hết các bạn. Cái lợn này cũng gọi mình mới đặt ha, dính không thì chưa biết. Ồ, nó chìm ngắm luôn. Chứ có dính còn gì không, mai chìm ngắm rồi. Rồi ốc không, anh thấy ốc không à anh Thiện ơi? Rồi rách luôn. Cá gù với cá lóc các bạn, cá gù với cá lóc. Rồi, cái lợn cuối cùng các bạn ơi, cái lợn thứ 9, sớm về dính lại gai cũng được các bạn, nhờ có con lươn. Không có con lươn hôm nay cũng đói. Rồi, cá sặc không các bạn, hay cá đặc, cá sặc cá đóng. Cái cua các bạn, sặc không à, để lại đi. Rồi, tổng kết là cá các bạn ơi, hôm nay 9 cái lò từng gọi 9 cái cũng được mấy con cá lóc, hôm nay 9 cái cũng được mấy con cá lóc ít hơn, nhưng mà được cái bù lại có con lươn nha các bạn. Đó, con lươn chà bá, con lươn chừng 300 g à, con lươn là đủ tiền xăng này. Đó, được mấy con cua ốc nhóc ở trên, được hình như 3-4 cá lóc vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình ha. Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Mong các bạn đồng hành với mình trong thời gian sắp tới. Hẹn các bạn lại clip sau.